Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hôm nay. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 31 tháng 12 năm 2023 với đề tài đó là Phước Chúa trọn năm. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, giúp cho chúng con, tạ ơn Chúa một năm qua Chúa cùng chúng con. Ban ơn chúng con để chúng con học được những bài học mỗi ngày. Một năm tới đến với chúng con, xin Chúa nghe ở cùng. Ban ơn chúng con, cho chúng con có sức khỏe, cho chúng con có sự khôn ngoan, sự tỉnh trí để rồi chúng con được học lời của Chúa mỗi ngày với chính sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho cô chú anh em con. Khi chúng con bước theo Ngài, chúng con sẽ nhận được phước hạnh Chúa ban. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 11 từ câu 1 đến câu 12. Người phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài. Ngày nay các ngươi hãy nhìn biết, vì ta không nói cùng các con trẻ các ngươi, bởi chúng nó chẳng biết chi và cũng chẳng thấy chi những lời răn dạy của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, sự oai nghiêm Ngài, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, những phép lạ và công việc Ngài làm ra giữa xứ Ai Cập mà hại Pharaoh, vua Ai Cập và toàn xứ người. Hãy nhận biết điều Ngài làm cho đạo binh Ai Cập, ngựa và xe Ai Cập, trong khi chúng đuổi theo các ngươi, bị Đức Giê-hô-va lấp nước biển đỡ lại và hủy diệt chúng nó đến ngày nay. Việc Ngài đã làm cho các ngươi trong đồng vắng cho đến khi tới chỗ này. Và cũng hãy nhận biết điều Ngài làm cho Đa-than, Abiram, con trai Eliab, cháu Ruben, khi đất tại giữa cả Israel hạ miệng nuốt hai người gia quyến luôn với trại và mọi vật chi theo họ. Vì tận mắt các ngươi đã thấy hết thảy những việc lớn mà Đức Giê-hô-va đã làm. Vậy phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay để các ngươi được mạnh mẽ vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được, hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật. Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ai Cập là nơi mình đã ra khỏi. Tại nơi ấy người gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới như một vườn rau cỏ. Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đói xem nó từ đầu năm đến cuối. Tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 12. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đói xem nó từ đầu năm đến cuối. Câu hỏi suy gẫm: ông Môi-se dạy dân Chúa phải làm gì để nhận được phước Chúa trọn năm? Tại sao xứ nhờ mưa trời mà được thấm tưới là phước? Bài học nhắc chúng ta điều gì trong ngày cuối năm? Trước khi dân Chúa chuẩn bị tiến vào miền đất hứa, ông Môi-se khích lệ họ rằng: ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đói xem nó từ đầu năm đến cuối. Như câu 12. Nhưng để có thể nhận lãnh phước của Chúa ban trọn năm, ông căn dặn dân Chúa cần phải làm ba điều quan trọng. Thứ nhất, phải luôn kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Như câu 1a. Đây là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết mà mỗi người con Chúa phải vâng giữ, như trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 38. Thứ hai, luôn tuân giữ điều Chúa truyền dạy, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài, câu 1b. Thứ ba, phải nhớ lại những phước hạnh Chúa ban từ khi được cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập cho đến ngày nay, vì chính họ đã tận mắt chứng kiến những việc quyền năng Ngài đã làm, như câu 2, câu 7. Dân Chúa sống chủ yếu về nông nghiệp, nước là nhu cầu rất cần thiết, nên để khích lệ họ, Môi-se so sánh sự tương phản giữa những gì dân Chúa đã phải lao nhọc khi gieo trồng tại Ai Cập với phước Chúa sẽ ban cho họ dư đầy trong miền đất hứa. Vì xứ anh em sắp tiến kiếm không giống xứ Ai Cập là nơi anh em đã ra khỏi, nơi mà sau khi gieo giống anh em cần phải dùng chân đạp xe nước mà tưới như tưới một vườn rau. Trái lại, xứ anh em sắp vào chiếm hữu là một xứ có núi, đồi và thung lũng, nhưng tưới bởi mưa trời. Khi dân Chúa kính mến Chúa, vâng lời Chúa và nhớ ơn Ngài, họ sẽ được Chúa ban phước không chỉ một hai thời điểm nào đó, nhưng từ ngày đầu năm đến cuối năm. Cơ đốc nhân cũng đang trên hành trình về thiên quốc. Trên chặng đường đời, chúng ta đã kinh nghiệm biết bao việc quyền năng Chúa làm cho mình,
gia đình mình và hội thánh Chúa. Hôm nay, ngày cuối của năm 2023, nhắc chắc chắn mỗi chúng ta đều có những lý do cảm tạ ơn Chúa. Bài học từ dân Chúa nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ lòng kính mến, vâng lời và nhớ ơn Chúa. Hãy luôn nhớ Chúa là đấng yêu thương, quyền năng đã cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi để chúng ta quyết sống tận trung cho Chúa và sống đẹp với Ngài. Còn gì phước hạnh hơn khi được Đức Chúa Trời chăm sóc, chăm nom chúng ta từ đầu năm đến cuối. Hãy cùng gia đình hội thánh nhắc lại những việc quyền năng Chúa làm trong suốt năm nay để vững lòng bước vào năm mới 2024 sắp đến với quyết tâm yêu Chúa, vâng phục Chúa, biết ơn Chúa trọn đời. Bạn chia sẻ điều gì với gia đình hội thánh trong ngày cuối cùng của năm 2023 hôm nay? Cảm ơn Chúa. Cô chú anh chị em ơi, thường năm mới đó, cái mình hay chúc nhau là chúc được Chúa ban phước, chúc được bình an, chúc được sức khỏe, nhiều lắm nữa cô chú anh chị em. Năm nay mình thay đổi thêm chút xíu nha, mình nhắc nhau cái bài học ngày hôm nay đây nè. Để có được những cái điều phước hạnh đó đó thì chúng ta là sao? Phải kính mến Chúa, yêu mến Chúa, vâng phục lời của Chúa thì phước hạnh sẽ theo chúng ta. Rất tuyệt vời không cô chú anh chị em? Cho nên năm nay chúc cho cô chú anh chị em yêu mến Chúa, vâng phục Chúa, vững tin bước theo Chúa để rồi sẽ nhận được phước hạnh Chúa ban. Cảm ơn Chúa. Hãy nhớ đến nhau khi thăm nhau, cầu nguyện cho nhau. Mình chúc điều tốt lành cho anh em của mình, nhưng hãy cầu nguyện cho anh em của mình. Hãy nhắc nhở nhau phải vâng phục Chúa, vâng lời của Chúa. Năm nay phải học Kinh Thánh nhé. Rồi, năm nay xin Chúa Thánh Linh soi sáng để chúng ta hiểu được lời của Chúa và thêm linh lực để chúng ta làm được vâng theo lời của Chúa nhé. Đó, mình nhắc nhau như vậy, mình cầu nguyện cho nhau như vậy thì phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa đã hứa, chắc chắn Chúa sẽ làm. Nhưng để nhận được lời Chúa hứa đó thì chúng ta cần phải là con chiên ở trong bầy của Chúa, ở trong đồng cỏ của Chúa. Ngài dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Nhưng mà chúng ta phải là chiên của Chúa. Còn chúng ta tẻ tách, chúng ta ương ngạnh, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ bị muôn sói cắn xé. Chúng ta sẽ bị hư mất vì cớ ương ngạnh, bội nghịch. Chúng ta nhớ đó, dân Israel họ ương ngạnh, họ bội nghịch, họ chống nghịch Chúa. Đất phải nứt ra nuốt một số người rất lớn, rồi lửa cháy thiêu họ, rồi họ phải đi lòng vòng ở trong đồng vắng đến nỗi mà cái lớp người 20 tuổi sắp lên phải ngã chết ở trong đồng vắng. Đó, chúng ta nhận những bài học đó để chúng ta thấy ngày hôm nay phải tuân giữ điều Chúa truyền là những luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Chúa. Có ba điều ở trong bài học là nhắc lại thôi. Thứ nhất là phải luôn kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta. Rồi thứ hai, luôn tuân giữ những điều Chúa dạy, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Chúa. Thứ ba, phải nhớ lại những phước hạnh Chúa ban từ khi chúng ta còn là người có tội, được Chúa cứu chúng ta để trở nên con cái của Chúa như thế nào, để biết ơn Chúa và hầu việc Chúa. Phước hạnh, sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Bây giờ đây là cái lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Kính lại Chúa, tạ ơn Chúa đã ở cùng, ban ơn cho con suốt năm nay. Xin giúp con tiếp tục sống kính mến Chúa, vâng lời Ngài và ghi nhớ mọi ơn lành Chúa đã ban cho con cùng gia đình. Xin cho con mạnh mẽ bước vào năm mới 2024 với sức mới Chúa ban. Nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen. Xin ta cùng cầu nguyện. Và Chúa yêu dấu của chúng con, tạ ơn Chúa. Chúa cho chúng con có bài học cuối năm này là một bí quyết để cho chúng con bước vào trong năm mới 2024 với những phước hạnh Chúa ban từ đầu năm cho đến cuối năm. Khi chúng con yêu mến Chúa, khi chúng con kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa, khi chúng con vâng theo lời dạy của Chúa, khi chúng con biết ơn Chúa và hầu việc Chúa, ôi tạ ơn Chúa, Chúa đã cho chúng con cái bí quyết để nhắc nhở chúng con. Xin Chúa cho để rồi chúng con sẽ luôn luôn nhờ cậy nơi Chúa và ở trong Chúa để chúng con nhận được phước hạnh Chúa ban. Chúng con tạ ơn Chúa và con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Và hãy nhớ của chúng chị em ha, hãy nhớ cầu nguyện cho nhau và chúc đó là gì? Cầu xin Chúa cho ông bà, anh chị em, cô chú yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa, vâng theo lời của Chúa, biết ơn Chúa và hầu việc Chúa để rồi chúng ta sẽ nhận được phước hạnh Chúa ban. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin kính chào tạm biệt của chúng chị em.